Xin chào 500 anh em. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại trung trại, đang chuẩn bị trận chung kết giữa vòng 1 và trung trại. Và tiếp theo đây là cầu thủ của vòng 1. Nối tiếp đây là cầu thủ của trung trại. Vâng, bây giờ thì anh em chuẩn bị tinh thần và khám phá chương trình sau ít phút. Yeah.